Này, anh cứ rút 50 nghìn đúng mệnh giá 500 nghìn. Đúng mệnh giá 500 nghìn. Đây là gì? Cứ tiền mặt nha. Ra tiền tập phủ. Đúng là giấy. Anh quay xa thì nó mới quay cần nó mở. Hóa đơn không biểu có đi còn này không biết. Này thì đau đầu nhỉ. Không cầm cả hẳn ra ngân hàng của nó chứ. Ngân này khi lại ra tiền thật. Mình có video đây nói. Tiền là rồi. Đấy. Thế bây giờ anh sang ngân hàng. Anh ra ngân hàng của chúng nó. Bây giờ anh ra ngân hàng của họ. Cái này có khi quy đổi vẫn ra. Để xem anh cho đổi hay không. Nhiều quả nó sao lại ra đổi. Đấy. Có clip luôn rồi. Đấy, nó ra luôn rồi. Nó sẽ quy đổi. Có anh quay cái video của anh nhé. Ok. Bán sang nhé. Không, tin nhắn đâu, tin nhắn đâu. Quay được nhắn luôn. Nó sẽ quy đổi. Gọi bên cả anh Linh của con PC đâu đến đây chứng kiến luôn. Liên vọng quay hết rồi, không chạy được đi đâu. Liên vọng.